Dạ rồi có đi. Ông không nắm tay nữa mà ông đè ông hôn. Trời ơi. Hung tay luôn hay là hung má? Dạ không, ổng hung miệng luôn. Trời ơi, em thiệt là dạng dĩ đó Tùng à. Thời gian đầu về là hơi sốc cái là nồi cơm điện anh không biết cắm. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Huỳnh Thanh Tùng. Dạ em 37 ạ, làm ở công ty Vĩnh Thọ. 37 rồi. Tức là Tùng làm ở đây, quê ở đây. Dạ ở Biên Hòa luôn ạ. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Dạ em tên là Bùi Thị Bích Ngọc. Dạ năm nay em 35 tuổi thì em hiện đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa. Em đang làm việc là kế toán cho một công ty FDI. Bây giờ cho anh biết lần đầu tiên hai em gặp nhau là như thế nào. Em có ấn tượng gì về chàng trai này không? Đầu tiên nếu như mà nói chồng em gặp em thì là trước em. Còn lúc em gặp ảnh thì là lúc đó là em tham gia một cái lớp học nhảy. Thì ảnh là cái người gọi là hỗ trợ thầy giáo. Thì là gặp ảnh thì là nói chung là cũng không có ấn tượng gì hết. Mặt lúc đó ảnh rất là trẻ. Vô thì cứ nghĩ là thằng này thằng nhóc người kia này nọ thôi. Mà lúc đó là mấy tuổi tụi em? Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Lúc năm đó là em 27 tuổi. Ảnh năm đó là 29 tuổi rồi. Thế còn Tùng thì sao khi mà em gặp Ngọc? Dạ em thì lần đầu là em gặp hai vợ chồng học chung lớp tiếng Trung á. Thì em có ấn tượng và em theo đuổi rồi. À là em đã gặp cô này trước rồi đúng không? Có nghĩa là trước đó 7 năm ạ. Anh muốn biết cái cảm xúc của em cái lúc mà em nhận ra cái cô gái này đúng không? Cái lòng của em nó như thế nào? À em cũng bất ngờ nhưng mà em nói là em sẽ theo đuổi. Lúc đó em có xin với thầy là để cho em hướng dẫn bạn này hơi đặc biệt chút kèm xíu, riêng kèm riêng rồi đó để cho em chị có cái động tác? Dạ không ạ. Trời ơi em dở quá, gặp chị là chị xinh như vậy rồi mà anh ta rung. Dạ không, anh dụ em nghỉ học chứ không có gì vậy chơi. Nó học mới được chưa được tháng em mới vô cái dụ cái anh bắt em nghỉ vậy luôn. Nghe nè, không cho ai để không cho nhảy được cái ai chứ nhảy ổng thôi để ổng cho nghỉ luôn. Bây giờ anh muốn biết là cái việc mà em theo đuổi cô này nó như sao? Em hẹn đi uống cà phê xong đến bữa cà phê là đầu tiên là em nắm tay luôn. Em nắm tay cái xong em rạng rỉ vậy luôn hả? Dạ. Nói chung là trước đó là anh cũng đã theo đuổi em cách đó 7 năm trong cái lớp tiếng Hoa. Nhưng mà thực tế đến bây giờ em cũng không ấn tượng là em đã từng gặp chồng em trước đó. Sau bữa đó là em hẹn đi uống cà phê nữa thì dạ em không đồng ý. Nói anh nắm tay không đi. Cái em nói là thôi đi anh không nắm nữa đâu. Thế là vợ em đồng ý đi ra em lại nắm tay tiếp. Nghĩa là em sợ ông về luôn. Em lầy thiệt, em lầy thiệt luôn. Rồi cái lần thứ hai ông nắm tay thì em nghĩ gì về người đàn ông mà không giữ lời hứa này? Thì nói chung là đợt đầu á, nói chung là ảnh dùng mấy cái chiêu gọi là bày đặt xem bói xem toán này kia đó rồi để xem. Cái hồi ông hứa cái xong rồi lần thứ hai ông lại nắm tay xong về em lại giận tiếp. Giận xong rồi ông lại rủ đi rồi không biết sao rồi cũng tự nhiên cô vậy đó. Cũng đi. Nè xong rồi em sao? Nói thôi cứ đi bảo đảm lần này là không nắm tay. Không nắm tay nữa. Rồi sao sao nữa? Rồi sao đi không? Dạ có ông không nắm tay nữa mà ông đè ông hôn. Trời ơi. Hung tay luôn hay là hung má? Dạ không, ổng hung miệng luôn. Trời ơi, em thiệt là dạng dĩ đó Tùng à. Như là theo em á là anh đã giữ lời hứa đó chị. Anh không nắm tay mà. Dạ đúng rồi, dạ không nắm tay mà rồi, chị sẽ hung khi thôi. Hung là dính luôn không hay là em phản ứng? Có chứ, em phản ứng và em giận tiếp. Giận rồi tiếp. Ổng lại hứa tiếp. Bình thường á thì anh ít nói lắm. Mà không biết sao ổng đi hẹn hò với em là ổng ngồi nói không. Em không nói gì trơn, ổng ngồi ổng nói đủ thứ trên đời này chi. Ổng nói mà nói đến 9-10 giờ ổng chưa cho em về. Rồi bao nhiêu lâu thì em yêu ảnh? Thời gian đầu lúc quen nhau thì là cũng có cái lần mà hai vợ chồng em giận nhau là em cũng đòi chia tay cả hơn tháng anh hả? Dạ dạ. Là tại con cái tính trẻ trâu của ảnh á, nói chung là có đi khoe chính tích bạn gái này kia, cái vô tình em đọc được cái tin nhắn đó. Em tự ái, nói chung em mình tự nhiên mình cảm thấy tổn thương, mình bị xúc phạm á. Trong cái thời gian chia tay đó thì sau này thì em mới được biết là trong cái thời gian đó là ổng đổ bệnh gì đó. Thì cái hôm đó là tình cờ là tại vì cái lúc đó thì em chưa có dẫn ảnh vô nhà. Thì ảnh hay hẹn hò em là ảnh hay đứng ở đầu ngõ, là đầu đường nhà em cách khoảng 500m đó, là ảnh hay đưa đón em đi làm bằng xe buýt. Chiều hôm đó, tối hôm đó là trời mưa rất là lớn. Thế mẹ em mới rủ em là thôi đi bộ nhà em, tại vì nhà em gần cái trung tâm thương mại. Em đi bộ, cái đi tình cờ em đi ngang qua. Cái mẹ em thấy bảo chứ, ủa Ngọc ơi có cái thằng nào sao tự nhiên nó cứ nhìn mày hoài. Là ông nội này ông cứ đứng đó. Ông đâu có, em chặn hết nhánh, ông đâu có nhánh được đâu mà ông cứ đứng ở đó. Ông đi làm về cái ông đứng đó, ông cứ đứng dưới mưa vậy đó. Em đứng đó bao lâu Tùng? Dạ nói chung là ngày nào em cũng đứng á. Ngày nào cũng đứng suốt một tháng đúng không? Kể cả mưa nắng. Dạ. Em đứng như vậy trong thời gian bao lâu thì cổ bắt gặp em? Khoảng một tháng. Một tháng trời em đứng đó thì hôm đó cổ mới gặp em ở dưới mưa. Dạ. Thì coi như xong đó chắc về đúng không? Chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Trời em mát quá. Ơi. Tội nghiệp thằng nhỏ, về là bệnh thêm bệnh cảm nữa đúng không? Dạ. Giờ hỏi xong sao về? Thì nói chung là về thì giống như chị nói đó, về thì mình cũng cảm thấy nhớ cái anh này, thấy dù anh cũng vụng về này kia, anh cũng thật thà. Nói chung là anh thật thà nên là em mới mở tin nhắn ra rồi em với ảnh gặp lại nhau rồi xong rồi cũng cho ảnh một cơ hội này kia đó. Rồi anh xin lỗi rồi thử quen chỉ lại. Chỉ có một cái chuyện nhỏ thôi mà giận người ta một tháng trời vậy đó. Và mỗi lần mà
mà đưa đón em thì đi bằng phương tiện gì? Trời ơi, cái xe của ảnh nó gọi là cái xe cà tàng ấy ạ. Lúc mà em cho ảnh vô nhà gặp ba má em rồi á, là ảnh hay cái tật ảnh hay chơi giống như đến gặp bạn gái là chơi khuya. Mà cái xóm của em là nó xóm nó vắng á, cứ tối 9-10 giờ mới về, cái xe của ổng nó kêu ý như xe lam. Dạ, nó đi mà nó kêu một cái nào nó đi mà ông đi ổng đi ra tận 100 mét đi rồi nó vẫn còn kêu. Đi 1 km rồi vẫn còn kêu. Dạ, chó nó sủa, con nó sủa từ chỗ nhà em mà nó sủa đến cứ đi đến đâu là chó nó sủa. Sao xe âm thanh sụt rau quá vậy? Mà cái xe đó mỗi lần mà đi hẹn hò là chở ảnh đi cũng tội lắm, mà nó cũng hư riết à. Nhưng mà nhờ chiếc xe đó mà mới quen được cô bạn gái này đó nghe. Dạ. Từ lúc mà yêu nhau cho đến lúc cưới á, thì là mọi thứ nó suôn sẻ hết đúng không? Có những cái biến cố gì không? Dạ, từ lúc yêu nhau cho đến lúc cưới thì chỉ có cái biến cố là giận nhau chia tay như vậy thôi. Xong cái mỗi ngày em nói thôi mình cưới nhau đi. Khi nói như vậy cái đụng cái giờ đồng ý. Dạ. Vậy là đám cưới được mấy năm rồi? Đám cưới được 7 năm rồi. Bảy năm. Dạ. Như vậy mấy bé rồi? Dạ em được 2 bé. Như vậy là khi mà bắt đầu mà hai người về ở với nhau rồi á, thì cuộc sống nó có thuận thảo không, hay là nó có những cái biến cố gì mà lớn lao không? Thời gian đầu á thì là có nghĩa là thời gian đầu thì là ảnh là giống như gọi là ba mất sớm á. Thì ảnh ở với mẹ thì giống như gọi là có chị, nhưng mà chị lấy chồng rồi thì giống như con một vậy đó. Thì má rất là cưng theo cái kiểu gọi là không cho động tay động chân gì hết. Thời gian đầu về là hơi sốc, cái là nồi cơm điện ảnh không biết cắm, trong thứ trong nhà là má lo hết, nên là má rất là cưng, nên là cái tâm lý là giống như gọi là khi có một người con dạo khác về á, thì là nó cũng không có được giống như thuận hòa lắm á. Thì nói chung vấn đề đó là em hiểu được. Thì cũng có cái thời gian là lúc con bé đầu nhà em nó được khoảng gần 2 năm thì là cái biến cố hai vợ chồng em giận nhau. Hai vợ chồng không nói chuyện với nhau một thời gian khoảng 2 tháng rồi hai đứa đó chia tay. Có chia tay không? Dạ có, chia tay. Có ly hôn không? Dạ có. Thì là em lúc đó thời gian đó là em chuyển về nhà má em ở. Thì em ở được gần 1 năm á, thì anh cũng lên thăm con cái bình thường. Nhưng mà sau đó thì vợ chồng em mới ngồi, em mới nghĩ lại là thật ra là hai vợ chồng em không biết tại sao ly, cái không có cái lý do gì đó, nó quá là to tát. Tại sao mình không ngồi lại mình nói chuyện với nhau, tại chỉ có cái là cái tôi hai người quá lớn đi, không có chịu ngồi lại nói với nhau. Đó là cái hôm đấy là hai vợ chồng em ngồi lại nói chuyện với nhau thì giải quyết được mâu thuẫn rồi. Tụi em về quay lại về ở lại với lấy nhau. Đơn lại không? Dạ có. Thì thực tế là sau cái cuộc đó thì là em vợ chồng em mới rút ra một cái là có biến cố gì á, thì sau sóng gió thì là người ta mới rút kinh nghiệm ra được, thì yêu thương nhiều hơn. Đúng thì rồi. Là mình chia tay như vậy, nãy như em nói là mất mấy một năm? Năm một năm, một năm. Dạ. Suốt cái khoảng thời gian mà chia tay một năm đó, có lúc nào em say nắng một ai khác không? Trong cái thời gian đó thì hầu như là em, cái cảm giác của em là em không thể yêu người khác luôn. Và nếu như mà đến em nghĩ cái người ta nói là đóng băng trái tim á, thì đúng là cái cảm giác nó giống như nó từng cái mạch máu của mình mà nó bị đóng băng luôn á, cảm giác được như vậy luôn. Và nếu như mà thời điểm đó hai vợ chồng em không quay lại rồi, đến giờ em có thể em không quen người khác nữa. Tức nghĩa là em mặc định rằng là chỉ dành cho người vợ mình thôi. Lúc đó là hai vợ chồng mới quyết định quay lại với nhau. Rồi lại, và bây giờ đã tìm lại tình yêu rồi. Đó, yêu lại từ đầu rồi. Đó. Trước hết là phải chúc mừng hai bạn đã tìm lại nhau. Dạ. Sau đây thì đến lòng đến cái phần mà cũng phải đến cái phần gọi là kể xấu về chúng nhau. Chúng tôi không đó. Muốn nghe đâu, nhưng mà tôi nghĩ là các bạn muốn nói. Đó. Dạ. Thôi bây giờ cái tật xấu của anh chồng này là cái gì? Thứ nhất là tội lớn nhất là hay quên, vô tâm đấy. Quên, có cái quên nào mà nặng nề không? Quên khủng khiếp luôn á. Nói chung là ảnh rất là, em đôi khi em ngồi em trêu ảnh mà chứ anh ơi, có khi nào anh ngồi anh không nhớ tên em không? Thôi anh khủng khiếp lắm. Có nghĩa là ví dụ như trong những việc trong nhà hoặc là nhờ ảnh cái gì á, được rồi anh biết rồi, là cái biết rồi của ảnh á là phải 8 kiếp sau là cũng chưa bao giờ, nếu như mà mình không nhắc lại cũng chưa biết. Là cái biết rồi là cái đáng sợ đó. Dạ đúng rồi, biết rồi là cứ để đó thôi. Ví dụ như anh đi xe máy, anh đi giống như cái xi nhan của ảnh á, không bao giờ, có nghĩa là đi đường người ta chửi, nó nói ủa sao đi bên này nè, xi nhan bên kia, anh cứ để bật vậy đó. Mà em đi ngồi đằng sau lưng á thì là em nhắc nhiều thì anh nói là sao biết rồi, nó nhiều quá. Rồi cái tật nữa là vô tâm, là sao dù anh không bao giờ kiểm tra dù anh cái xe của anh á, thì bây giờ anh mua được con xe mới rồi nhưng mà nó hay lủng lốp, mà xe mặc dù là xe tay ga nó rất là khó lủng, mà không biết sao ông đi ông nhai đinh hoài. Cái tật của ổng là giống như gọi là cứ để cho lốp mà nó mềm thật là mềm á, có nghĩa là ông chở cả em là với hai đứa con bốn mẹ người trên đó đó, mà không bao giờ anh kiểm tra cái lốp trước khi anh đi hết trơn á. Rồi con cái tật nữa là ví dụ như là anh đi làm gì, tại em cái tính em hay lo xa, ví dụ anh đi đường xa là em phải nhắc ảnh, rồi em gọi điện em hỏi, em nhắn tin anh tới chưa, anh đến an toàn chưa, rồi anh làm công việc đó ok không, xong chưa. Nhưng mà đến lượt em là không có, là coi như đi đâu kệ, làm gì được hay không kệ. Cái em nói ủa anh ơi sao em quan tâm anh vậy, sao anh không quan tâm em hỏi chứ, không anh biết vợ anh mà. Nói chung là anh nghĩ là em làm được, em ok hết đó, nên thôi hỏi chi cho mất công. Thì có vô tâm không? Đó, nó vô đó tâm là vô tâm đó. Vô tâm quá nhiều đó. Cái tánh tình có hay nóng nảy hay có cọc tính không?
Dạ anh hiền nhưng mà anh cọc tính lắm. Mỗi lần những mà những người hiền là hay cọc tính. Dạ anh giận nhau á, em thì không bao giờ em đập đồ hết trơn á. Còn ảnh là quá trời, ảnh đập có như là ngày xưa ở cái nhà cũ á, là cái cửa phòng tụi em là bằng nhựa, anh lắp bằng nhựa. Ông đập thay mấy lượt rồi á, ông cứ đập xong bắt đầu bể rồi ông thay, rồi ông ném đồ, chọi đồ vô tường vậy đó. Thì vậy em có mong muốn anh thay đổi cái điều đó không? Thì thực chất ra là chồng em á là một người rất là tốt tính, rất là thương vợ thương con, nhưng mà có cái là cái thể hiện của ảnh nó chưa có gọi là đủ á, ảnh hay quên nên là đôi khi là ảnh thành ra là cái người gọi là không có lo lắng. Thì là em chỉ mong muốn là chồng em, tại vì em không biết chồng em chắc là có chồng em hay cái bệnh đau đầu nên là ảnh cũng có thể nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ của ảnh á. Nên là em muốn là chồng em giống như mình quan tâm đến cái sức khỏe của một tí, rồi mình chú tâm một tí thì là mình sẽ nhớ cải thiện trí nhớ. Còn lại thì là chồng em rất là ok. Dạ rồi bây giờ tới em đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Dạ thật xấu thì cũng nhiều. Chung là em thấy có một cái thật xấu là em muốn vợ em thay đổi, đó là hay nóng tính lắm. Chẳng hạn như như anh nói về cái xe, thực ra nó không phải là mềm, nó cứ bình thường thôi. Ví dụ như em đi bình thường thì không sao, nhưng mà ví dụ như có vợ em lên thì nó hơi nặng ký thì nó xuống như vậy. Thì chỉ cần nói anh ơi đi bơm thì mà em, cái thật của em á là nói nhẹ thì em còn nghe, mà càng nói là em nó sẵn để luôn là em không để luôn đúng không? Em không thèm làm luôn á. Đó là tính em là nó ngang lắm. Mà vợ em thì ví dụ như cái tật là nói đụng một câu trước câu thứ hai là nổi nóng lên à, ngay cả con cái gia đình đều cũng nổi nóng. Nhưng mà cô vợ này á nấu ăn rồi có ok không? Dạ vợ em nấu ăn thì ngon, mỗi lần vô bếp thì nấu đủ thứ món hết, xong bắt đầu để một đống rồi em rửa. Em là người hốt chiến trường. Dạ vậy là em chỉ có mong muốn vợ em là bớt nóng tính thôi đúng không? Dạ, đúng và rồi. Ăn nói nhẹ nhàng. Đúng rồi. Nói chung chị nghĩ là cái tôi của mình dẹp xuống một chút xíu, cả hai vợ chồng luôn. Thì chồng mình có cái tật hay quên thì thực ra là cũng chẳng muốn đâu, nhưng mà giờ nó quên vậy giờ biết làm sao giờ. Dạ. Đúng không? Nếu mà cái chiêu này mình xài chưa có thành công thì mình sẽ dùng một cái chiêu khác. Đó là thay vì như anh ơi anh đi làm cái này đi, được rồi, mình biết cái đó là không bao giờ ông làm rồi. Thì ví dụ như chị đi, ví dụ chị nhờ nè, anh ơi cái xe của anh nó bị mềm rồi đó anh, ví dụ vậy ha. Rồi đó anh biết rồi, anh ra đây em nói nghe nè, đó ví dụ nha. Ví dụ chạy ra nè, chỉ anh coi tại nè chỗ. Nè anh coi nè, đó bây giờ ngồi lên anh thấy nó xẹp vậy là chết. Ngày mai lỡ mà mình chở, anh chở em hoặc là mình chở con mà nó có chuyện gì rồi sao, đổi chiêu. Dạ. Đổi chiêu sờ tận tay dây tận chán ráng thành mỡ luôn tại. Dạ. Chỗ cho chị. Dạ. Thấy không? Và chơi cái chiêu nhỏ nhẹ, tại chồng mình thích nhỏ nhẹ. Bây giờ người ta nói nhẹ mà không nghe là lỗi của em nghe. Dạ. Giờ cái lỗi là lỗi mau quên. Đó gì khắc phục cái mau quên bằng cách đó đi em. Dạ. Rồi xin cảm ơn em. Dạ. Đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào hai bạn. Ôi anh này vừa gặp là mình nghĩ ngay anh giống như là một phát thanh viên trên truyền hình đúng không chị? Đúng rồi. Phong thái rất là đậm đạt nè, đẹp trai nè, uy nghi nữa. Đó. Vậy chắc chắn là không có sợ cái gì đâu. Không à, không sợ gì. Đúng rồi. Không có chị sợ thì đến chút nữa mình tính. Thôi già rồi. Mời hai người giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Nga, năm nay em 33 tuổi, em đang là nhân viên văn phòng. Em tên là Trần Phương Nam, hiện nay 37 tuổi, quản lý về cái mảng xe. Dạ. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Trong một lần đi đá banh cùng với đội, thì sau khi thắng trận rồi thì cả nhóm kéo nhau ra cái nhà hàng cũng ngồi nhậu, theo một cái bàn dài. Kế bên đó thì lại có một cái bàn nhỏ bốn người kế bên. Lúc đó thì nhân vật này ngồi xéo với Nam Bình Đạt. Mình cũng hơi liếc cái một cô gái cũng khá là dễ thương, cái trán cũng dầu dầu chút xíu. Một người đàn ông mà nhìn mình liếc mình vậy lúc đó thì như thế nào? Lúc đó em cũng chẳng ấn tượng gì về chồng em hết á. Tại vì cái form người mà hồi đó đến giờ em thích á, là những cái người nhanh nhon một chút xíu, thì chồng em lúc đó thì cũng hơi mập mà. Mình đây mà dây thần chứ không phải dây thun. Dây thần hả? Dây thần như vậy giống bây giờ không hay là bự hơn? Cỡ dài chút xíu. Vậy mà cũng không lọt vô tầm ngắm của em được hả? Mà bên đây thì em cũng vô tư nói chuyện mà không có để ý gì hết. Bên kia thì rất là muốn làm quen. Mà hỏi xin em cái số điện thoại. Em nói thẳng với ảnh là em chỉ đọc 3 lần thôi. Anh lưu được thì anh lưu, còn không lưu được cái đó là cái duyên của tụi mình. Thế là em đọc mà rất là nhanh, 0999998. Ba lần vậy đó. Ba lần mà lúc đó là đã đang xỉn rồi. Người số nhớ được số, phải dùng chiến thuật. Trong bài đó bốn người thì một người đàn ông và ba người gái, mình chuyển qua mình tấn công anh đàn ông trước để mình có cái số anh đàn ông rồi có gì mình liên qua đó. Xin số điện thoại rồi mình cũng an tâm chắc mẻn rồi. Tối đó về như mưa hay sao á, điện thoại tập mạch, thế là cái sim trắng, tất cả các số điện thoại không còn nữa, coi như là tiêu tan cái công lao của mình. Rồi cơ duyên nào mà hai người lại gặp lại nhau? Chắc em nghĩ chắc ngày nào cũng lợi làng nướng ngồi chứ. Thật ra thì cũng may mắn cho ảnh là sau khi về rồi thì em lại đi chơi với cái nhóm bạn mà ba
cô nữ đó, một cô bạn ấy góp ý là thì thấy anh Nam cũng dễ thương, tại sao không thử tìm hiểu anh Nam đi. Mình nói là mình không thích, nhưng mà thôi thì sẵn hôm nay nhóm mình đi karaoke, nếu mà muốn thì Nga sẽ điện thoại rủ Nam tới rồi mọi người xem rồi góp ý giùm Nga như thế nào. Thì em mới điện thoại cho anh Nam. Đang nằm nghỉ thì tự nhiên có một cái điện thoại gọi tới, số lạ quá. Thì theo anh quán tính thì vừa ngủ vừa lên mơ vừa nói alo, mới nói là em là Nga nè. Tự nhiên bật dậy và cũng bất ngờ, cũng vui vui. Thế là qua cuộc điện thoại thì Nga có rủ đi karaoke. Mà mình cũng thấy lạ, không hiểu tại sao Nga là có số điện thoại của Nam. Nam có trao đổi điện thoại qua người bạn trai đó. Theo lịch sự thì Nam vẫn cho người đó số điện thoại lại. Em cũng là người nhớ cái số điện thoại rất là hay. Số điện thoại nó rất là dễ nhớ. Tự nhiên không phải là cái trường hợp đâu, phải có một sự để ý thì đó. Nhưng mà thật ra nữa, thêm một cái yếu tố nữa mà lúc đầu không ấn tượng với anh Nam nữa. Em không thích người tên Nam. Ủa sao vậy? Bạn đại học của em tên Nam, tính tình như con gái vậy đó. Em không thích thế nào hết. Lúc đầu á, anh Nam giới thiệu tên Nam nè, em dị ứng liền nè. Kê ảnh một câu, anh tên Nam vậy chắc chị anh tên nữ đó. Trong cái thời gian hai bạn hẹn hò nhau như vậy thì có điều gì bất ngờ? Sau khi một thời gian quen nhau thì mình mới về nói chuyện với ba má là con cũng tính tiến tới hôn nhân với một người, và người đó tên là Nga. Ba má ngâm nhìn một cách rất là ngỡ ngàng. Sao không hiểu tại sao? Vẫn cũng không hiểu nè. Nam cũng không hiểu, nhưng mà cuối cùng má Nam lại hỏi là tên Nga hả? Đó là tên của dì hai với cô Út con á. Ở dưới quê thì lại là hay kỵ cái tên. Thì mình mới hiểu rằng là ủa, như vậy là mình hình như mình cũng chọn khéo dữ. Chị hỏi nè, trước khi mà gặp gỡ tụi em á, là chị với Quốc Thuận đang tranh luận về cái đề tài là nỗi sợ của đàn ông. Thuận á thì Thuận cứ chắc chắn rằng á, cái cặp sắp tới đây á, cái người đàn ông này chắc chắn phải sợ một cái gì đó. Dạ. Nhưng mà khi gặp em rồi á thì chị cảm giác là em mình như không sợ một cái gì trên đời. Dạ. Đúng không? Trước khi em trả lời chị Hồng Vân cái đó, em xin phép bắt tay với Thuận đó. Là sao? À bắt tay. Bối rối gì? Là sao? Cái sợ, nỗi sợ của Nam giống nỗi sợ của anh. Sợ gì? Sợ ma. Trời ơi. Em có nghĩ Nam sợ ma? Dạ. Khi mà mới quen á thì ba má chồng em thì có ở dưới Củ Chi. Cuối tuần tụi em hay về nhà ba má chơi. Thường là anh Nam đi làm về trễ lắm, khoảng 7-8 giờ mới về. Nên tụi em đi xuống thăm tầm tầm giờ đó. Và lần nào thì gần tới thì cũng nhận được điện thoại của ba má anh Nam. Nói là có cần ra đón không con? Thì lúc đó anh Nam cứ nói là không, con đi với Nga. Con chở Nga theo, có Nga rồi. Tại vì sao nguyên tắc á, mà nếu đi một mình xuống dưới á thì tới cái khúc mà đầu hẻm đó là phải có người ra. Tối thui là thành nên sợ lắm. Cái đô cũng nặng như tôi. Thực ra xuống dưới quê á, mà đi ở những cái chỗ mà hoang vắng á, nhiều những cái nỗi sợ lắm. Không phải là ma không, nhiều sợ trộm cướp, sợ đủ thứ hòa quyện lại thành ra một nỗi sợ chung chung. Nhưng mà có khi nào mà ở tại gia mình á mà chồng của em biểu hiện cái sự sợ hãi đó không? Con em á thì lúc nhỏ nó cũng hơi khó, hay khóc đêm. Mỗi lần khóc đêm như vậy á thì hay bồng lên cầu nguyện ông bà hoặc là Phật. Em mới nói là thôi, em mặc đồ không có tiện lên thì thôi anh bồng con lên đi trước đi. Thì anh nói là thôi anh không dám đi, em đi chung với anh thì được. Vậy hả? Hoặc là nhiều khi tả dưới đây cũng hết rồi mà kêu ảnh lên trên lầu thì thôi. Chẳng là anh giữ con chứ em cứ lên. Chỉ có bao giờ mà sợ ở đâu mà nó quá đáng ta? À cái này là ở nơi công cộng mà cũng sợ ma nữa. Công cộng cũng sợ ma, ở đâu vậy? Ở một quán cà phê. Hả? Lúc đó thì em cũng không nghĩ là chồng em sợ ma. Em với chồng em đi khảo sát để làm một cái hội thảo. Là khi vào khảo sát á thì cái quán nó hơi âm u và tối tối, tường thì rêu phong. Sau khi mà tham quan ở trên lầu xong thì chồng em mới gợi ý cho em là thôi ngồi uống cà phê cho vui. Trong cái lúc ngồi chờ thì chồng em lại ngồi dựa vô cái ghế. Nó là dạng bập bên chứ nó không phải là giống như ghế cái, ngồi cái mình. Cái loại ghế mà có bỏng mình bật dậy. Tự nhiên có bật ra sao? Nó hơi lạnh rồi. Mình cũng nói chuyện bình thường và bật thêm một lần nữa. Đó đâu, nhẫn lên rồi. Nhìn qua coi có ai không. Tới lần bật thứ ba mình đứng dậy luôn. Mình đứng dậy luôn. Sau rồi thôi về đi em. Trên đường về thì chồng em mới nói là không biết tại sao mà anh ngồi cứ ghế nó cứ tự bật lên bật xuống không à. Thì lúc đó em mắc cười, em cứ cười đã rồi em mới nói tại lúc đó cái chân em đạp vô cái ghế. Trời ơi.
như chồng em lại không nhìn phía trước, thì cái cặp bên nó ở phía trước này thì em cứ vô tình em cứ đặt tới đặt lui đặt tới. Ai cái lúc đó mà tưởng tượng có một cái cô nhân viên nào đó mà tóc để xõa rồi mặc đồ trắng rồi dám không biết cái chuyện gì xảy ra rồi lúc tụi em vui vẻ ghê á. Nói nghe nè, thường á thì ở nhà thường có cái sự phân công đúng không? Em là dạy con hay là chăm con? Dạy con là nhiều hơn là chăm. Rồi có khi nào mà hai vợ chồng bất bình nhau trong cái vấn đề mà dạy con không? Chuyện sẽ hàng ngày, hàng giờ luôn. Tại vì á đang ngủ cái bé khóc là xã dậy làm sữa đút cho bé uống, thì đút sao thì nó ọc ra cái mình lồm cồm rồi vậy la vợ. À, lúc không la thì em cũng nói vậy chắc là em đút không có khéo thôi, anh đút thử đi. Có đút không? Có, bà con cũng ọc, cũng ọc luôn. Cũng ọc luôn á. Hai vợ chồng em có bị stress sau khi mà sanh không? Dạ cũng có rất là nhiều. Những lúc đó thì chắc có lẽ là anh Nam là cái người mà kề cận bên chị Nga đúng không? Khi mà em stress thì anh Nam lại kề cận với khách hàng ở Bàn Nhậu, ảnh là tiếp xúc với khách hàng rất là nhiều và làm quản lý thì cái tính cộng đồng cũng cao. Tiệc sinh nhật của nhân viên thì ảnh không bao giờ vắng mặt. Và chị Nga mong muốn anh Nam thay đổi điều gì? Tại vì em thì rất là thương con, muốn anh Nam gần gũi với con nhiều hơn và dành thời gian nhiều hơn cho mấy đứa nhỏ. Còn Nam có mong muốn gì ở Nga? Thì sau khi cưới xong thì mình thấy là vợ mình cũng hơi dễ hơn bình thường, không phải là hiền như là mình ở trước. Em là cái là muốn vợ mình là giữ bớt xíu. Dạ. Nhiều khi nóng nảy lên thì không có gì cản được hết, cũng muốn vợ kiềm chế của mình. Ví dụ nóng là nóng sao? Cách đây mấy ngày thì cũng đi khách về, vừa bước ra thì mượn được một câu giận dỗi: giờ này mấy giờ rồi mà chưa về nữa. Mình biết tính nên lẳng lặng đi vô toilet, khóa cửa lại, tự tắm tắm xong là ngầm ngủ, không cho cơ hội người này nói. Thực ra chị thấy là cái chuyện mà vợ chồng mà cãi nhau đó là chuyện không thể không có được. Thực ra cái chuyện mà tranh luận nó lại là một cái chất xúc tác trong cái tình yêu đó. Dạ. Nhưng cái chuyện đó mà nó bị quá đi thì nó sẽ là bi kịch của gia đình. Chị nghĩ rằng cặp vợ chồng mà có trình độ như tụi em á, thì chị nghĩ là tụi em tự biết cách tiết chế cảm xúc của mình cũng như là cái cách làm sao để mà hai vợ chồng có thể hòa hợp được. Trước khi mà chia tay nhau đó, chị rất muốn nghe một cái tâm sự của em. Em cũng muốn nhắn gửi với tất cả mọi người là gia đình luôn là cái quan trọng nhất, nên các ông chồng thì hãy dành nhiều thời gian hơn cho các bà vợ cũng như các con, như vậy thì mới giữ được cái tổ ấm của mình hạnh phúc lâu dài được. Đó là một cái thông điệp gọi là giống như em đã nói thay dùm cho chương trình rồi đó. Rất cảm ơn hai em. Xin cảm ơn hai bạn. Chúc hai em hạnh phúc. Cảm ơn anh chị. Giới thiệu về mình, tuổi tác và cuộc sống hiện tại. Nga, mời hai bạn. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thận cũng như là tất cả các vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là... Thôi nói tên ca sĩ đi ha, chắc thường thì tại bây giờ ra hay gặp mọi người ngoài thì hay giới thiệu tên thật, nhưng mà thôi bây giờ sẵn đây thì cũng cho mọi người biết luôn là Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh, và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh hả? Thanh dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Ôi. Dạ. Đó, Quốc Thanh với Quốc Thuận cũng ngang nhau đó. Sao lạ ha, mà hai người bạn đó. Đó. Quốc Thanh, Quốc Thuận. Đó, đồng sao hướng, Quốc đồng Thanh hướng. Nó khác mà Quốc Thuận nó khác. Nó hoài vậy. Thiệt, chị thấy khác thiệt. Nhưng mà tên thật của em là Tô Hòa Thuận. Đó. Anh họ Tô hả? Vâng, và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ. Đó. Ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Nghề tay trái của Phúc á. Thì bình thường thế thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ. Nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Chút nữa mình sẽ nói về cái vấn đề này nha. Rồi mời em. Dạ lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Ngọc Soàn đó. Võ Thị Ruby. Dạ, em năm nay 35 tuổi. Dạ. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi kiểu dân gian á, là sếp của anh Phúc á. Bây giờ mình mới hôm nay mới có dịp
để mà hỏi hỏi về cái chuyện tình của hai bạn. Câu này chắc chị phải hỏi á, em hỏi là bị sáo rỗng á, tại vì hai đứa là bạn nhau á. Không phải biết nhau thôi chứ mình ngoài không có bạn. Em không có biết cơ duyên mà hai bạn này gặp nhau luôn. Không biết luôn á. Không biết, chị cũng chưa biết. Rồi vậy giờ nói luôn đúng không? Nói bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng lý gì do về cô gái mà hai đứa nè gặp nhau? Lý do gì vậy? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất, là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh và cái chân dài sọc xuống như nè. Thì lúc đó là siêu mẫu nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, thấy cổ ngâm ngâm mà tướng cao mà mặc cái quần sọt ngắn này nè, tại vì lúc đó mình không có để ý lắm. Thì cái mình quay ra mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thì sau cái hôm đó để ý rồi thì về mới gọi là search ở trên mạng lại để xem, thì mới thấy siêu mẫu Kim Cương là cô này đó hả, thì mới lúc đó mới tìm hiểu mới biết. Đó là đó ấn tượng của Phúc về Kim Cương. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn á. xoàng em sao xoàng? Dạ. Gió thì học xoàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Đi chung với anh em cũng ấn tượng rồi, hai bên cũng hai bên luôn á. Có hai bóng hồng cái bên ảnh là một ngôi sao superstar rồi. Thì em cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự. Nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng làm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Thà như thế, thà như thế. Rần rần luôn, như người ta cứ nói đúng không? Đó, rồi sao nè? Khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Có cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Bế Vân. Chị Quế Vân. Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Anh Phúc mới nói chị Quế Vân mới nói là tao mời Kim Cương quay với mày được không? Phải đúng không? Sao lúc đó Phúc sao Phúc? Không, lúc đó thì mới hỏi Kim Cương là ai? Kim Cương là ai? Trời, Kim Cương là siêu mẫu đó mày. Rồi tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có rành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng mới thấy Kim Cương, mới nói thôi cũng được, nhỏ này là quay với tao được nha mày. Okay. Cũng được nha, cái từ cũng được nha. Đúng không? Thì đó, sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc và cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Rồi lúc đó là cái lần đó là Phúc tấn công Hột Xoàng hay là Hột Xoàng tấn công Phúc? Dạ lúc đó thì tụi em cũng chưa có tấn công đâu. Chỉ mới để ý thôi. Để ý nhưng mà thực sự là để ý thường nó có cái kèo ngộ lắm, như là cái nhiều hơn ít hơn á. Rồi cái nào là cái mà gọi là mở lời trước thì là thường là ai? Tại vì nếu như là bạn mà là idol của bạn này rồi thì thường sẽ là bạn này trước đó, nhưng mà trường hợp của Phúc là có giống vậy không hay là ngược lại? Trường hợp của em là em trước. Em nói chuyện trước. Mới chị hỏi em là vậy đó. có nghĩa là trò chuyện nhiều hơn đó. Đó là trò chuyện nhiều hơn, chủ động đó, chủ động nhiều hơn. Đúng rồi, đó là trong cái lúc làm việc cái MV đó đúng không? Mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng mình rồi cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Không có cảm tình sao về sệt. Đúng không? Rồi bây giờ sao cái lần mà quay MV hợp tác với nhau, chắc lẽ là Phúc sẽ chủ động gặp Kim Cương nhiều hơn để mà tỏ tình đúng không? Sau đó về thì chắc cả tuần á, lại cái tuần á thì mới bắt đầu nói chuyện lại, mới nói chuyện lại với nhau nhiều hơn, rồi có những buổi bắt đầu mới hẹn hò mời đi ăn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương?
em có thổn thức, em có nhớ nhung, em có, tại vì thực sự á, khi mà mình đã thần tượng một người nào rồi á, mà mình có cơ hội mình tiếp cận, mình làm việc chung là trời ơi, mình phải nói là đã lắm, sự á, đã lắm, mình chịu không nổi đâu, mình thổn thức mà mình lạ lùng sủng lắm. Dạ đúng rồi, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè, nắm tay nhau hay ôm nhau này kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Thì sao suy Phúc biết không? Phúc biết không? Vậy nè, thường á diễn á, giống như chị Hồng Vân đi diễn thì biết rồi, thí dụ như chị diễn với một người mà đàn ông mà đẹp trai nọ thì giống như là chị phải tạo cái feeling để cho chị diễn đúng không? Để chị có cái gọi là cái cảm xúc đó. Cảm xúc. Thì Kim Cương á thì rất là ngộ là diễn với người mình thích thì lại mắc cỡ. Có một cái gì đó giống như là mình cảm nhận được là cô này có hơi ngại ngại, chắc cô có thích mình hay sao mới ngại thường. Đúng không? Nếu mà bình thường là mình phải thoải mái mình ra, mình thoát mình ra, mình diễn thôi. Mình tạo một cái tâm lý cảm xúc thoải mái mình diễn thì mình rất là tự nhiên. Nhưng mà khi có cảm tình thiệt á thì lại rất là ngại e dè. Phúc nhận ra không? Phúc nhận ra đúng không? Cũng có thể. Ở đây Phúc là thần tượng của biết bao nhiêu cô gái rồi. Cho nên cái việc mà cái cô Kim Cương này mà đóng với mình, chắc chắn là Phúc phải tự tin là cô này phải thích mình rồi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà Cương trong lúc quay phim á, Cương có thổ lộ cho Phúc biết rằng là đừng anh có là thần xài chữ tượng Cương của tôi không? Kim Cương hoặc là Xoàng. Kim Cương chứ đừng có Cương không? Đó, thôi, Kim Cương hoặc là Kim cũng được. Kim, Kim Cương hoặc là Xoàng, bé Xoàng. Tự nhiên kêu Cương nghe kỳ nghe. Dạ thì lúc đó em cũng nhưng mà cũng muốn quay cho xong công việc. Rồi sau đó hẹn hò. Mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự. Xin số, lấy số điện thoại, giữ con thắt rồi từ từ mình nói chuyện sau. Đúng không? Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của đúng mình rồi. Cho nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ, coi anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là người yêu, là đóng vai người yêu thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như để mình bị lậm vào nhân vật vậy đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này cái cảm giác này chị biết đó, tại vì em biết không, ngày xưa lúc mà chị với anh Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Tối về rồi cũng đâu có ngủ được. Chị cũng vậy đúng không? Chị cũng giữ giá đúng thì không? Thì bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy sao? Anh ấy sao? Giữ giá được có ngày một à. Rồi xả giá luôn. Xả giá luôn đúng không? Một ngày một. Ừ. Nhưng mà chị là đó là đâu có nhắn tin rồi đúng không? Hồi xưa là có Phân Linh có mà. Rồi cuối cùng là ai nhắn cho ai? Trời ơi, cả hai đứa đều nhắn hết. Nhắn tới tấp rồi. Tại vì cái đó phải quay tới mấy ngày lận. Đó, cái Tuấn với Vân riết cái đó. Vậy đó, thì cho nên cái cảm giác nó lạ lùng lắm. Từ Vân Tuấn bây giờ qua Phúc với Kim Cương. Đó, thì đến khi nào thì em mới bỏ giá? Dạ cũng khoảng tuần sau đó. Thì đó thì cũng cỡ tụi tôi sao rồi đó. Cũng cỡ tụi tôi. Tụi quay cái đó 3 ngày thì có thể thứ tư tụi tôi bỏ giá. Thì là bên đây cũng hơn một được tuần ngày rồi. Hơn được ngày 2 ngày thôi chứ. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Đó. Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Đi ăn rồi đi về. Thôi mắc cỡ đừng kể nữa. Kể tới cái đoạn đó mắc cỡ mà. Thôi vậy Kim Cương kể đi. Trời ơi em mắc cỡ nè. Trời hai chồng mắc cỡ rồi, giờ cuối cùng sao đây, ai kể? Đó. Có gì đâu. Nói chuyện với nhau về những cái gì. Đó. Nói đây là cơ hội để các bạn nhắc lại cái kỷ niệm lần đầu tiên mà cả hai người hẹn hò. Vì sao tự nhiên mình kể cho con mình nghe thì không được. Dạ. Nhưng mà mình kể ở đây cái con mình nó sau này nó sẽ lắm coi lại xong nó trời cha mẹ nó đẹp quá, giống như là hoàng tử công chúa vậy đó. Không có chương trình nào mà nó thật sự là nó dễ dàng như bây giờ đâu. Bữa cái có cái số đặc biệt á là bố mẹ chị lên đây nè. Em biết không, bố mẹ chị mà ông bà năm nay là 80 mấy rồi.
kêu ông bà ngồi đó, chị đâu hỏi, anh Thuận hỏi không, ông bà kể lại chuyện yêu đương của ông bà ngày xưa rồi muốn chết luôn á. Có bao giờ bố mẹ kể chị nghe đâu? Dạ. Đó, kể đi, khui đi. Dạ. Thôi giờ em kể nha. Bỏ giá đi, bỏ giá hết. Tức là đi ăn, mà đi ăn rồi xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Thời điểm mà cận Tết. Em lại phải đi diễn. Em phải đi diễn đi gần một tháng, đi gần tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin. Nhắn tin với nhau rồi em còn lấy buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng á, tìm coi tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ nhớ, bắt đầu nhắn tin thì đó, thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại là người yêu mà không đang đóng trong phim là người yêu, cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin. Và nhắn tin, cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Đó, thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Sau một tháng về là hẹn hò. Cái phút giây mà gặp lại đó. Sau một tháng không gặp mà chỉ trời, có nhắn tin. Trời, nó mãnh liệt chứ. Nó rần rần, nó drama lắm đúng không? Có nhào tới ôm đi. Hả? Nó là không có gì cản lại được hết trơn. Em cũng vậy mà, em nói gì ai. Sao em mà em với ai? Yêu thầm tiếng Nga biết không? Yeah. Em biết tiếng Nga mình. Dạ biết. Yêu thầm một thời gian rất lâu luôn. Sau này biết tiếng Nga nó khùng mới hết yêu. Quốc cường tiếng Nga đó hả? Thôi trời ơi, đừng có nghe lời bả không đó. Bả thiếu dệt đó nghe. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Thì công khai xong là cưới luôn á, đúng không? Dạ. Hồi đó chị nhớ rồi dạ, đó chưa là... cưới chị, em cưới 2018 mà. Nhưng mà em kết hôn sau khi một năm em yêu nhau. Hai đứa coi như là chính thức là cưới nhau. Lúc đó chị nhớ là báo lúc mà bắt đầu đăng rần rần lên là Phúc với Kim Cương cái là chị thấy là tụi em xây dựng là gia đình luôn á. Dạ. Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Thì xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Rồi tới năm 2016 á, tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Đó. Dạ. Ủa nhưng mà là hai trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Có cái vụ mà Phúc bị bệnh đó đúng không? Dạ. Đó chị cũng chỉ có theo dõi trên báo thôi. Dạ, chứ còn mình biết cái ngành của Phúc với lại ngành của chị là có đời nào mà gặp nhau được đúng không? Dạ. Biến cố thì em nãy em tưởng đâu là anh hỏi là hai đứa có gây gổ hay là có biến cố gì giữa tình cảm hay không? Cái đó cũng là một đó. Cái đó cũng là một trong những cái mà mình muốn hỏi luôn á. Cũng có mà nó ít lắm, nó nhỏ lắm, nhưng mà cái vấn đề hồi nãy anh Thuận mà mới nhắc á, thì cái đó mới vấn đề lớn. Tức là khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 thì tụi em tới năm 2015 là trong 3 năm đó thì đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế và em lọt được vào tới vòng thứ 6 rồi. Và đúng ra là khán giả còn bình chọn cho em để em được vào tiếp nữa, tức là cái vòng đó là em được vô tiếp đó. Nhưng mà em sau 6 vòng á, tức là thi là từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 thi. Thì nguyên một tuần dài như vậy từ thứ 2 đến thứ 6 là mình phải tập liên tục, tập hát rồi tập nhảy, nói chung là vận động liên tục. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức, cái trong người nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút. Thì em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Thì đứng trên sân khấu em nói như vậy, em xin rút. Và sau cái đêm hôm đó về á thì có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Và năm 2018 thì bác em bắt đầu là làm đám cưới.
tổ chức đám cưới với vợ. Hay quá. Có phải là chính nhờ cái phương pháp đó mà bây giờ Phúc và Kim Cương đã coi như là thành lập, coi như là một cái cơ sở để gọi là để mà phục vụ để cho những người giúp những người đi đệm đúng không? Đó. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Em đồng hành cùng anh Phúc. Đương nhiên là em đồng hành nhưng mà chị đừng nói cái cảm giác của em có rồi em có sợ, em có giống như là đương nhiên là mình không dám nói cho chồng mình biết, nhưng mà lúc đó là mình phải tự chịu đựng một mình đúng không? Chứ mình mà bi quan nữa là chồng mình còn mệt mỏi nữa. Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên. À, cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh mà em cũng không biết cái quá trình ảnh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài. Và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Đó là như vậy. Mà nhiều khi anh đau, anh nằm sắp ở trong nhà, anh nằm sắp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sắp nha. Em mới nói, nhiều khi em nghĩ trời ơi không, chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này á. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á, là như vậy. Tại vì thấy anh đau, anh nằm một chỗ. Đó. Nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Và đến 2018 thì tụi em mới cưới nhau. Ba lần trước Phúc đi đi mổ đó. Bốn lần trước đó. Dạ. Là lúc đó là trước khi quen chưa có Kim Cương đâu. Tức là em vậy nè, em kể một cái giai đoạn là em bị thoát vị đĩa đệm và chấn thương cái cột sống là từ năm 2001. Là lúc còn cuối năm của nhóm 1088 đó. Là năm thứ hai đó. Thì lần đó là em đau nặng quá và em chịu không nổi nữa là em phải đi mổ lần đầu tiên là năm 2001 đó. Tới năm 2007 em mổ lại lần nữa. Rồi trong 2 năm sau đó nữa thì em không dám mổ hở nữa và đi nội soi. Là liên tiếp là 15 năm là phải trải qua 4 ca phẫu thuật, là hai phẫu thuật mổ hở và hai phẫu thuật mổ nội soi. Tại sao phải làm nhiều lần là bởi vì nó cứ đau dai dẳng, nó tái đi tái lại hoài, mình không hết hẳn được. Trời ơi, mà em đồng hành đó bao nhiêu năm ha? Dạ. Đồng hành với cái nỗi đau đó bao nhiêu năm trời? 15 năm. Và có những khoảng thời gian là mình biết là Phúc là phải ngưng hát khoảng thời gian rất là lâu. Dạ. Đó. Trời ơi. Thôi vậy bây giờ là vui rồi ha. Năm nay là đã là coi như mọi thứ là ổn hết rồi em ha. Bình phục hoàn toàn luôn. Coi như là khi mà em gặp bác là coi như bây giờ em bắt đầu renew lại từ gọi là giống như từ đầu luôn. Dạ, từ đầu luôn. Tái sinh đó chị. Tái sinh lại. Tái sinh đó. 2016. Đó bây giờ con nghe nè. Rồi ảnh thần tượng của mình, rồi là người yêu của mình, rồi về nhà bệnh rồi có mình chăm sóc nữa. Vậy thì có lúc mà có nghĩa là trong tình yêu á, ảnh có lãng mạn như những cái ca khúc mà ảnh hát không Kim Cương? Ngày thường thì không có lãng mạn lắm đâu, nhưng mà anh Phúc ảnh rất có ý thức vào những cái dịp mà lễ tình nhân hay là những cái dịp sinh nhật thì lúc nào cũng làm nhiều cái điều bất ngờ cho em. Ngày thường thì cứ bình thường, ông xã bà xã bình thường thôi. Cái điều bất ngờ mà em nhớ nhất trong cái lần mà ảnh thể hiện đó là cái lần nào? Em nhớ là 2012 á. 2012 thì ảnh hai người quen nhau rồi thì sinh nhật đầu tiên của em á, là ảnh có đặt một nhạc sĩ viết một cái bài hát về tình yêu. Sau đó ảnh làm một cái buổi tiệc dinner xong thì kêu em tới thì em ở nhà em chạy ra em cũng không biết là ảnh làm gì luôn. Nhưng mà khi đến đó thì thấy là ảnh trang trí hoa rồi cái bàn ăn chỉ có hai người thôi. Đó rồi có piano. 2012. Dạ. Còn cái gần mới nhất đây đó thì là cái gì? Mới nhất đây là sinh nhật em 8 tháng 3 vừa rồi. Mới đây. Ồ, sinh nhật em ngay ngày 8 tháng 3 luôn. Dạ. Có nghĩa là bởi vì anh lời. Anh lời. Em lời quá. Bởi vì hai dịp đặc biệt trong một ngày. Ngày mùng 7 Tết thì em cũng hơi bất cẩn là để làm mất cái nhẫn đính hôn của anh đính hôn cho em. Cái nhẫn đó là chồng em quỳ giữa biển ở giữa dưới biển đó. Đó, tặng cho em hả? Nha là em làm mất xong rồi em cũng buồn nằm gọi là em nằm buồn dồi dào mấy ngày trời luôn. Anh Phúc có buồn không? Anh Phúc có buồn không? Anh nói thôi mất thôi, cũng đi thay người mới, anh mua cái mới bự hơn. Là anh nói như vậy thôi thì đến sinh nhật anh mua cho em cái mới. Có giống cái cũ không hay là bự hơn? Dạ to hơn. To hơn. Dạ. Cũng được rồi. Nói chung là có Phúc. Có Phúc. Cưới Phúc có Phúc. Đó. Thì đó. Luôn. Kim Cương mà cưới anh Phúc có Phúc. Có Phúc. Kim hay Cương quá. Mà đi tặng hộp xoàn cho Kim Cương. Trời đó. Chở củi về rừng. Chở củi về rừng nhiều luôn. Chuyện quá. Chị mai mốt đừng tặng Kim Cương nữa. Tặng bạc đi. Đó. Rồi. Sao ta? Thôi bây giờ là bắt đầu thôi. Bây giờ hiểu rồi.
Bây giờ đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của anh á đó. Không biết luôn á đó, khán giả chắc là khoái cái phần này lắm nè. Ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không đó Kim Cương? Xiên không, có xiên không hay là làm biếng? Dạ như chị Vân biết thì nghệ sĩ mà nhất là những người mà ngôi sao ca nhạc như anh Phúc thì chắc chắn thì họ sẽ sống theo cái feeling của họ. Họ không thể nào mà họ giống như mình được á, nhưng mà họ giống như em thì chắc là họ là em rồi. Cho nên là nhiều khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh đánh vô toilet ngồi chống một thiệt lâu vậy đó. Không biết làm lâu, gì thì chắc sáng tác đó. Ngồi chỗ hoài vậy đó, kiểu vậy đó. Thì em ngoài này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hối kiểu vậy đó. Hoặc là ví dụ như kêu ăn cơm, dọn cơm ra là đồ ăn hâm lên nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì không biết nữa, thiệt lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Kiểu lề là như vậy. Lề mề đó đúng không? Dạ lề mề, kiểu kiểu vậy đó. Quan trọng là ở trong toilet sáng tác đó. Bây giờ khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ anh Nguyễn Hoàng Phúc biết được cái có nghĩa là cái cách mà anh sáng tác bài hát nó hay là ở chỗ nào đó. Tại vì anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á, thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh. Lúc em lấy Kim Cương về đó thì thấy cô ấy là một cái người gọi là nhanh nhẹn, khá nhanh nhẹn và làm việc cái gì cũng gọi là rớp rẽn, một người mà làm giống như làm hơn 2-3 đứa nữa. Tức là nếu mà thấy Kim Cương ra làm việc thì 2-3 đứa nhân viên, 2-3 đứa mà gộp lại mới bằng dạ, anh bà dạ, đúng rồi, thăng thắt đó. Thì cái kiểu nhanh và nhanh nhưng mà không có ẩu nha, nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày các em nhìn thấy được cái đó. Em cũng có sự thay đổi cho mình. Hồi xưa thì em hay gọi là chậm, rồi thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái biệt danh là rùa bò lật ngửa nữa. Thôi tự nhiên rùa bò lật ngửa. Đi nói cái tại vì chậm quá, nó nói là rùa bò lật ngửa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ dạ đúng rồi. Ngày xưa chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Dạ đúng rồi. Cũng có cái đâu cao lắm là con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Không bị em hối riết là cũng giờ nhanh được xíu rồi. Là nhanh lên được nửa tiếng đúng không? Tại vì Kim Cương rất là nhanh. Thì khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi. Thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên. Thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Hoặc là hồi trước đây, hồi xưa đó, khi lúc mà em bệnh á thì dĩ nhiên con người mình nó mệt mỏi, nó uể oải thì nó lười và nó làm biếng lắm. Đi hát hay là này kia rồi nó cũng không có gọi là nó không có thoải mái và không có chủ động. Nhưng mà khi bắt đầu tập được cái tính xiên rồi ha, thì sau này công việc đi hát của em á gọi là lúc nào cũng xô chậu là tươm tất và tới lúc nào cũng trước ít nhất là khoảng nửa tiếng đồng hồ để đợi. Và em bỏ luôn những cái suy nghĩ hồi trước đây có những cái ca sĩ mình nghĩ là ngôi sao thì phải tới đúng giờ, phải tới trễ chút phải tới cho người này hát cho người kia trước. Nhưng mà em không có tính đó, thì em chỉ có bị hơi lười thôi. Nhưng mà từ khi về làm việc và sống chung và làm việc với Kim Cương rồi thì em thay đổi. Bây giờ là cái công việc của em nó càng ngày càng tốt lên và em thấy cái sự thay đổi nó tốt thật. Tới lúc nào cũng tới sớm hơn, mình có thể mình đợi người khác cũng được hoặc là nhường người khác cũng được, nhưng mà bắt buộc phải tới trước giờ. Tôi biết lý do tại sao. Dạ. Tại vì nếu không tới trước giờ là sẽ bị bên đây hối. Đúng đó, đúng không? Hối kiểu lên lên đi, trễ giờ bây giờ mấy bà quản lý em vậy lắm. Cái miệng lên tới đây luôn nè, cái miệng lên tới đây luôn. Đó. Ủa mà giờ lạc đề nữa, đang là cái đề gọi là tật xấu. Để tật xấu. Tật xấu đó, tật xấu là lười biếng, tật xấu là lười biếng hay lề mề. Rồi sao? Ông Sàng nói tiếp đi. Ông Sàng nói tiếp đi. Anh có sở cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ, có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó cũng có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiểng á. Có nghĩa là anh mê tới gọi là, tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn. Nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là anh để kiển hết da, anh thích để kiển ở trên lầu. Vậy là một sở thích là già nua trước tuổi đó. Dạ. Ôi mình cũng vậy. Thì em cũng già nua trước tuổi. Dạ. Đó đó, những người mà mê cây kiển, chăm cây kiển thiệt là tốt, thiệt là đẹp là những người mà phải là đầm và gọi là ấy mới chăm được. Không, thật ra nó rất vui. Vui mà. Nó vui lắm chị. Mình nhìn thấy cái cây mà nó tươi tốt, với lại một ngày mình lên mình nhìn thấy cái chồi á, từ bắt đầu nó nở rồi mọc lên. Rất là vui. Dạ, đúng rồi. Mà nghe tiếng chim hót nó trời đã. Ôi, bác Thuận bữa nãy có cái cặp kia chào chị Dân, chào chú Thuận.
tin không? À dạ. Té ghế luôn mà nhục á, té ghế luôn. Thương dữ vậy đó hả? Ghê thương vậy luôn đó. Chào chị Vân mà chào chú Thuận. Chào chị Vân, chào chú Thuận. Cặp người nước ngoài luôn á, chồng người nước ngoài chào vậy luôn. Bởi vì tụi ghét tụi này hỏi luôn. Rồi sao nè, còn gì còn nữa, cái không? Gì nữa không? Dạ. Cô đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Dạ. Ủa nhưng mà cái chơi cây kiển nó đâu có xấu đâu. À không. Đó là cái đam mê, hồi nãy là chị hỏi là hỏi cái đam mê. Dạ. Đó là một cái sở thích khác biệt như nào vậy đó. Là không có xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ có hơi lề mề thôi đúng không? Bây giờ đã thay đổi luôn rồi, đúng không? Rồi bây giờ tới phút đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Dễ Kim Cương thì kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Hung dữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Mình nghe mình bực. Nói hoài á. Mình nên rất là dễ quạo. Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Kể đi Phúc. Tức là cũng là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Có như quăng hột xoàn vô mặt á. Ừ. Trời ơi. Mà em đó thì em mỗi lần phụ nữ mà đứng kế em mà đánh em á thì là em sợ em đánh lại. Nên là em chạy. Cứ đường theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước. Là chạy theo là em né ra cái chỗ khác đi. Bỏ chạy. Bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn. Đóng hoài gì. Ủa, đứng ngoài chắc tức đúng không? Ê, rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được Kim Cương? Ông bỏ chạy rồi sao mà xả được? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Hoặc là em thì làm kinh doanh về online, nhiều khi ban ngày nhiều cái tiếng động xung quanh ở bên ngoài nó làm cho mình nhiều khi mình cũng bị stress. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối rồi xong rồi em la vậy thôi, chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Rồi có còn tật gì nữa không? Thêm tật xấu đi Phúc. Con này là chưa đủ thời lượng. Tại vì tật xấu thì em không thấy nữa. Chỉ vậy thôi đó. Ví dụ nấu ăn rồi cách chăm con rồi đó. Rất, những cái đó thì rất là hoàn hảo. Wow. Dạ. Vậy thôi. Chăm con thì số 1 rồi, không ai thương con mà chăm con kỹ và tốt như Kim Cương. Chị hỏi nhỏ này rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Chị dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không có. Nhưng mà kẹo được đấy là không có kẹo, không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo lại bỏ lâu rồi. Rồi nó có ghen với em không? Đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Vậy luôn á. Vậy là quản lý quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Không hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở, nhưng mà không. Giờ 10 năm rồi bích bùng bích cửa luôn. Trời ơi. Ê nhưng mà về cái vấn đề chi tiêu quản lý kinh tế là cô ấy là chặt chẽ luôn đúng không? Chi tiêu, quản lý chi tiêu thì Kim Cương là một người cũng khá là phóng khoáng. Không đến nỗi keo kiệt. Nhưng mà cũng biết tích góp tích lũy cho chồng. Xài đúng. Chứ nhưng mà không phải là keo nha, tức là vẫn nhiều khi cũng mua đồ hiệu cho chồng, rồi đồ chồng đi diễn là phải nhà thiết kế công trí, rồi nói chung là cũng phải cái này cái kia cho chồng. Nói chung là không có phải là lấy tiền chồng xong rồi cất cái đó rồi ấy, cũng phải chăm lo cho chồng dữ lắm. Không có lấy tiền chồng mà gom lại đi mua. Không có gom lại mua đâu chị, rồi bắt chồng mua để cho nó có cái gọi là bằng chứng đàng hoàng, anh mua cho tôi nha. Chứ không phải là tôi lấy tiền tôi đi mua nghe. Đúng không? Trời ơi, hai đứa này quá hạnh phúc luôn. Bây giờ không có kẻ tật xấu gì hết trơn. Vì sao vậy giờ á, là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Cho cuộc sống vợ chồng, em có muốn Kim Cương thay đổi gì không? Bớt hung dữ lại không? Bớt rượt em không? Rượt. Mong muốn luôn đi, năn nỉ nó luôn đi. Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Nhiều khi
tính em á thì nó cũng trầm trầm tính, ít nói, ít chia sẻ, nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là anh bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều, nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó, nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Rồi đó những cái mà Kim Cương nhắc khéo, nhưng mà mình thấy là thôi, để dĩ nhiên là bây giờ mình có gia đình rồi chứ nó không phải giống như còn độc thân và còn trẻ giống hồi trước mà mình đi giao du đi đâu nhiều. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa đó. Thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi, đó là cái mong mỏi của Kim Cương đối với Phúc, đúng không? Còn nãy thôi sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi, nãy chị vạch đường cho em chạy rồi đó mà em không đà đó, em bớt nói rượt. Luôn bớt rượt Phúc rồi. Phúc mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì đó. Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó, muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui, chứ nhiều vui khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa, thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc đã thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Thực sự thì em thấy thay đổi mỗi ngày và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh để anh còn là một ca sĩ, anh còn là một ngôi sao. Chứ bây giờ anh thay đổi quá, anh sẽ là người bình dân, bình thường giống như em rồi. Nghĩa là anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Chúc phúc. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Đó là bí mật nho nhỏ rồi, nghe còn bí mật lớn nữa. Hẹn trong chương trình khác nghe quý vị.